Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong năm 2022, qua thực hiện các kế hoạch chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh và các địa phương đã phát hiện và xử lý 76.038 phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, với số tiền xử phạt gần 194 tỷ đồng, trong đó vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao nhất lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phạt bổ sung bằng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 14.662 trường hợp, tạm giữ 15.955 phương tiện và tịch thu 189 phương tiện vi phạm. Đáng chú ý, trong tổng số vi phạm trên, vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao nhất với 14.920 trường hợp bị xử lý. Kế đến là lỗi vi phạm về không đội mũ bảo hiểm với 14.555 trường hợp. Một số lỗi khác có số vụ vi phạm cao là tốc độ 7.004 trường hợp, phần đường làng đường 7.217 trường hợp, dừng đổ xe để xe trái quy định 7.671 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh của đèn biển báo 3.019 trường hợp.